Nhưng mà có một thứ mà mình rất là tự hào khi mình còn tiếng Anh nha. Mình là một trong số những người hiếm hoi trong ngành hàng Úc của mình mà biết nói chuyện tiếng Anh và tự giao tiếp được tiếng Anh với người nước ngoài. Mình là Toàn, mình sinh năm 92. Thì hiện tại thì mình đang là founder và co-founder của một vài công ty ở Hà Nội. Mình tham gia vào Langmaster từ năm 2013. Đấy là cái lúc mà mình gặp nhiều vấn đề khó khăn nhất trong tiếng Anh. Và mình có hỏi là rất nhiều người thì vô tình hay là hữu ý thì tất cả câu trả lời thì đều bảo là đi học ở Langmaster. Thầy mình ngày đấy thì bảo với mình là nếu mà 5 năm nữa mà không có tiếng Anh thì có lẽ là em sẽ thất nghiệp. Thế nên ngày càng sợ thì dẫn đến là mình phải đi học. Rất là may mắn thì đến thời điểm hiện tại, trong suốt quá trình 10 năm học và làm việc, thì đến thời điểm hiện tại thì mình sử dụng tiếng Anh khá nhiều, bởi vì là trong số những công việc mình làm thì việc của mình sẽ phải là tương tác, chat và gọi điện thoại với rất là nhiều người ở nước ngoài. Đó, đặc biệt là những cái chủ hãng phân phối cái hàng hóa từ Úc về Việt Nam. Thế nên là cái việc mà tiếng Anh là vô cùng cần thiết với mình. Đấy cũng là cái trải nghiệm cho cái sự thay đổi của bản thân mình khi mà tham gia với môi trường như này. Mình thấy là với có một vài triệu trong một khóa học thôi mà mình mang được rất là nhiều thứ về đến cuộc sống của mình, về đến doanh nghiệp của mình, và biến nó trở thành cái thói quen cho doanh nghiệp của chính chúng mình, trong câu chuyện là chúng ta ngồi đào tạo như nào, làm teamwork như nào, mọi thứ ra sao. Và quả thật thì cái điều lớn nhất mình nghĩ ở Lang ấy, nó là câu chuyện là không phải là kiến thức như thế nào, kinh nghiệm thế nào đâu, mà đầu tiên là ở Langmaster thì mọi người anh em động viên mình trong câu chuyện mình học tiếng Anh. Cái điều số 2 là đúng là quả thật là Lang tạo ra một cái môi trường mà đến ngày hôm nay sau 10 năm thì mình vẫn thấy nó đúng, cho câu chuyện là anh em làm thế nào với nhau, teamwork như nào với nhau, thuyết trình như nào với nhau, làm việc đội nhóm như nào với nhau cho hiệu quả, và biến nó thành thói quen của mình cho đến ngày hôm nay và trở thành một văn hóa trong doanh nghiệp nhà mình. Thực ra chúng ta phải nói đến câu chuyện là nếu chúng ta có thói quen dậy sớm ấy, thì gieo thói quen thì sẽ gặt tính cách, và gieo tính cách thì sẽ gặt số phận, đúng không? Thế nên là cái việc mà thay đổi nhỏ nhỏ ấy thôi, nó tạo ra một cái số phận mới, một cuộc đời mới của chính anh em mình. Bởi vì là chúng ta có nhiều tiếng hơn để làm việc nhiều hơn và hiệu quả hơn, hoặc chúng ta có thời gian để đầu tư cho câu chuyện là thể chất của anh em mình như thế nào. Các bạn thử đi, dậy vào lúc 5 giờ và sẽ thấy là một cuộc đời khác, một cuộc sống khác, một tương lai khác và những điều mới mẻ khác nữa. Với mình thì tiếng Anh không phải là quan trọng đâu. Tiếng Anh là cần thiết ở trong cuộc sống và nó là điều bắt buộc mà anh em mình phải có, phải làm được. Và đến ngày hôm nay thì mình cũng không thể tưởng tượng được là nếu mà không có tiếng Anh thì mình sẽ giao tiếp với những cái chủ hãng ở nước ngoài như thế nào. Hoặc là mình bắt buộc mình phải nhờ Google dịch mà đôi khi dịch nó không có sát đâu các bạn ơi. Hoặc là nhờ nhân viên dịch thì nghe nó có vẻ buồn cười lắm. Nhưng mà có một thứ mà mình rất là tự hào khi mình có tiếng Anh nha. Mình là một trong số những người hiếm hoi trong ngành hàng Úc của mình mà biết nói chuyện tiếng Anh và tự giao tiếp được tiếng Anh với người nước ngoài. Mình bắt đầu học đại học từ năm 2010 đến năm 2013 thì mình học tiếng Anh như kiểu say sóng ấy. Tức là cái xuất phát điểm của mình từ một cái ông này còn đúp cả lớp này, xong rồi từ một ông mà học tiếng Anh mà cảm giác kiểu bị hơi là buồn nôn luôn ấy, mà mình còn học được thì mình tin là với cái xuất phát điểm thấp nhất đấy mình còn học được thì tất cả những người ngoài kia đều có thể học được. Nên anh em mình tự tin lên là tiếng Anh nó không chỉ là quan trọng đâu, nó là một điều cần thiết, thì anh em mình bắt buộc phải tiến lên với nó, bắt buộc phải hiểu nó. Và ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng là tiếng Anh nó trở thành một cái công cụ đắc lực cho mọi người support trong câu chuyện là anh em mình có một cái job tốt hơn trong tương lai như nào. Nên là cố gắng lên, tự tin lên nhé. Các bạn ơi, mình tin rằng là mình làm được, những người kém hơn các bạn ngoài kia còn làm được thì các bạn làm được điều này một cách đơn giản, dễ dàng thôi. Hãy nghĩ rằng là nó là một điều cần thiết trong cuộc sống này thì mọi thứ tự nhiên nó sẽ đến. Langmaster, change your habit, change your life.